Cùng xoay nào, 1, 2. Whee! Các bé cupcake ơi, biến hình nào. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cam cam, kính chào các bạn luôn nha. Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một loại đồ chơi mang chủ đề về một loại bánh vừa thơm nè, vừa ngon nè, vừa ngọt nè, lại còn vừa đẹp mắt nữa. Đó chính là Mini Cupcake Surprise. Anh qua đây thấy em intro vậy có được không anh? Được không, được không, được không? Được thì có được ấy. Nhưng mà nó hơi lố lố xíu ha. Lần sau chỉnh xuống xíu nha. Lố là nghề của em anh. Thôi được rồi, đi vô đi ông ơi. Rồi, như Cam Cam vừa nói thì đây là một dòng đồ chơi có tên là Mini Cupcake Surprise. Những chiếc bánh cupcake bất ngờ. They smell delicious. Và những cái bánh này nó còn có mùi thơm nữa các bạn ơi. Có tổng cộng là 6 mùi. Ví dụ như là caramel nè, nho, vanilla, chocolate, strawberry hoặc là lemon, chanh. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 nhân vật cupcake khác nhau để mà có thể sưu tầm được. Đây, ở đây anh có đủ bộ luôn ha. 12 cái cupcake đầy đủ màu sắc. Ồ, trông rất là đã luôn. Ok, nhưng mà trước khi nói thêm thì mình mở ra một cái pack đi ha. Coi xem nó như thế nào. Cho các bạn xem sơ sơ cái thiết kế của cái hộp này. Từ cupcake biến thành một nàng công chúa. Thú vị nha. Scented try me ha. Ở đây có hai cái lỗ nhỏ để chúng ta có thể hửi mùi thử. Xem nào. Ha, bạn này có mùi chanh các bạn ơi, chắc chắn là mùi chanh luôn. Khá là thơm. Cái mùi rất là dịu luôn. Rồi bây giờ mình mở ra thôi. Xem nào, đây là một cái cupcake có tông màu vàng các bạn. Ở bên dưới là màu vàng đậm, ở trên là màu vàng neon. Có rắc thêm rất là nhiều sprinkle. Anh thích cái thiết kế xoắn ốc của cái kem trên đầu này nè. Nào, giờ mình mở ra coi. Hello. Chúng ta có một bạn baby ở trong cái cupcake các bạn ơi. Và mình sẽ lấy bạn này ra bằng cách như thế này. 1, 2, 3. Wow, transformation. Cái thân của cái cupcake này nó biến thành là một cái đầm của bạn nhân vật này luôn. So cute. Oh wow, cái ấn tượng đầu tiên của anh về bạn này đó là cái phần tóc nè các bạn. Bạn này là một cái mô hình rất là nhỏ thôi ha, nhưng mà cái phần tóc khá dày và trông rất là giống như là tóc thiệt. Wow, được cột lại bằng một cái cột tóc trong suốt ở đây nè, quá hay luôn. Bạn này thì có khớp cổ, ok, khớp vai, khớp tay đó. Và không có chân. Cái phần áo ở trên của bạn này khá là đơn giản nhưng mà thiết kế cũng khá là chi tiết. Còn cái phần đầm ở dưới đây đó là cái thân của cupcake. Rất là mềm dẻo nè. Ngoài ra thì cái phần topping của cái cupcake này nó cũng chính là một cái nón nha các bạn. Rất là giống như nón lá của Việt Nam của chúng ta các bạn ơi. Đây có một cái sợi dây ở đây, anh sẽ cho bạn này đội xem sao. Hello, trời ơi so cute. Bây giờ thì trong bạn này giống như là em bé đầu quả nấm rồi các bạn ơi. Đúng nghĩa đen là đầu quả nấm luôn. Có thể để cho bạn này đội lên như giày để che nắng hoặc là để ra đằng sau. Rất là thú vị luôn. Wow. Và tất nhiên là bạn này có thể biến hình lại thành một cái cupcake bằng cách như thế này. Đấy, rất là nhanh luôn. Cái này giống như em bé ngồi trong chậu nè ha. Mình đẩy cái nắp này lại. Boom, thành một cái cupcake. Thơm quá. 1, 2, 3. Và bạn này còn có tên nữa nha các bạn ơi. Đây là bạn Jackie, công chúa cupcake chanh. Bây giờ anh sẽ tạm để bạn này ở trên cái kệ. So cute. Mình tiếp với một bạn cupcake dâu đi ha. Anh thấy có màu hồng, chắc là dâu. Để hửi thử xem nào. Oh yeah, 99% là đúng rồi các bạn ơi. Một cái cupcake ở bên dưới màu đỏ ha. Ở trên là có màu hồng nhạt và một cái bông hoa 5 cánh màu đỏ ở chính giữa luôn nè. Rất là dễ thương luôn. 1, 2, 3. Ok, bạn này có một cái áo ở trên cũng giống giống với lại bạn kia, khác màu. Bạn này chúng ta có màu vàng, bảy màu đỏ rồi ha. Tóc thì cũng là màu nâu đỏ, cũng giống giống với lại Jackie. Rồi, cho bạn này đổi cái nón coi sao. Quá dễ thương luôn các bạn ơi. Nhìn đằng sau giống như bạn này đang che dù vậy đó. Ok, đội như vậy thì chúng ta sẽ thấy rõ được mặt bạn này hơn. Còn nếu mà đội cao trên đỉnh đầu thì giống như là đây là một hiệp sĩ. Này, như vậy là đẹp nhất. Mở hộp ra thì cái mùi dâu của bạn này nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà có một điều anh thích là cái mùi nó không có quá nồng nha các bạn. Mùi dịu và dễ chịu. Mẹ ơi, mấy bạn này dễ thương em sắp xỉu rồi đấy. Chúng ta có tổng cộng là 6 mùi hương khác nhau. Nhưng mà có 12 nhân vật, như vậy thì sẽ có hai bạn là chung một mùi. Quên nữa các bạn ơi, bạn này tên là Amelia. Cái tên cũng rất là dễ thương ha. Tiếp theo nào. Cái topping của cái cupcake này nó cũng giống giống như là bạn Jackie.
là hình xoắn ốc như vậy nè, cũng có sprinkle khác màu thôi. Xem nào, một hạt ba. Lần này chúng ta có một bạn baby tóc màu vàng óng ánh luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Chui ra nào. Hello. Và bạn này là Nora. Đó. Một cái váy màu xanh lá cây. Cái áo ở trên có những chi tiết màu hồng. Cái áo này nó có thiết kế khác ha các bạn ha. Nó có một cái nơ ở đây. Cái thiết kế hình dáng của hai cái topping cup khác của hai bạn này cũng rất là giống nhau nè. Khác cái màu và cái họa tiết trang trí. Hello, I'm a cupcake princess. Woo, me too. Let's be friends. Whee. Bé thứ tư nào. Lần này cũng là một cái cupcake tròn với bông hoa năm cánh ở giữa. Xem nào. Lần này chúng ta có một bạn có một cái mái tóc. Cái màu này anh không biết diễn tả sao nữa mà trông rất là đẹp các bạn ơi. Rất là óng ánh luôn, giống như là nâu nâu nhưng mà có pha một chút bạc hay sao á. Rất là đẹp luôn. Ok. Rồi, thiết kế áo của bạn này cũng giống như bạn Nora. Chỉ khác màu thôi, cũng là cái nơ ha. Rồi ba cái đường sọc ở giữa. Để đội cái nón lên nào. Hí. Đó, đây là cách đội nón chuyên nghiệp nha các bạn. Chỉ cần một tay thôi, anh sẽ hướng dẫn lại cho các bạn ha. Mình để đằng trước. Hí. Đó. Nếu mà đội 90 độ như vậy, anh tưởng tượng mấy bạn này giống như là một cái đèn ngủ vậy các bạn. Rất là dễ thương. Bạn này tên là Rachel. Anh đang cố gắng ghi nhớ hết tên của những bạn này đến cuối video coi làm sao. Jackie nè, Nora, Amelia và Rachel. Ok, nhớ rồi đó. Ủa giờ này bọn anh hay quên lắm mà sao phải luyện trí nhớ vậy? Thì đó cũng là một cách để mình luyện trí nhớ đó Cam. Nhưng mà cái mục đích chính đó là anh có thói quen mỗi khi mà mình sưu tập cái đồ chơi gì đó, nên ít nhất một lần là mình hiểu rõ về cái bản chất của cái loại đồ chơi đó, và cơ bản nhất nữa là cái tên. Tất nhiên là đôi khi một cái bộ sưu tập nó quá nhiều cả trăm nhân vật thì anh không thể nào anh nhớ hết, nhưng mà những nhân vật mà đặc trưng á, hoặc là có một cái dấu ấn gì đó thì anh cũng hay nhớ. Thì ra là vậy. Bộ sưu tập Cam Cam có mỗi mình em thôi nha, anh đừng quên nha. Gì còn Cam Cam á hả? Thôi nằm mơ anh cũng không quên được nữa. Kiểu vô thành ác mộng luôn rồi. Anh chọc em hoài à. Anh giỡn thôi. Rồi mình tiếp với bạn thứ 5 đi. Thêm một cupcake có topping hình xoắn ốc và thân màu tím đậm. Xem nào. Bị dướng cái dây lại các bạn. Đây rồi. Ok. Woo. Ok, màu tóc bạn này thì mình cũng đã có rồi ha. Rất là đẹp. Bạn này có tên là Lucille. Đó. Một công chúa cupcake váy tím. Rất là dễ thương ha. À quên nữa, để anh coi bạn em có mùi gì. Hợp lý, hợp lý. Bạn này có mùi nho các bạn ơi. Màu tím nè. Mùi của nho. Ok, cho mình đứng đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở một lúc ba pack này luôn đi. Búng tay để mở hộp nha. Ok, xem nào. Anh đoán sơ sơ là lần này chúng ta sẽ có những cái cupcake giống như là cà phê hay là sô-cô-la rồi caramel nè. Đây đây, để xem bạn này trước đi. À, cái topping của bạn này dễ thương quá. Có hình của một bé gingerbread nè các bạn. Là cái bánh gừng Noel á. Lớp kem màu trắng ha, có sprinkles. Để xem bạn này có mùi gì. Chính xác là mùi sô-cô-la luôn. Chocolate. Xem nào. 1, 2, 3. Ta-da. Tuy là một cái cupcake chocolate nhưng mà bạn này có một cái mái tóc óng vàng. Bạn này tên là Adeline. Anh để ý thì nãy giờ chúng ta chỉ mới có hai kiểu áo khác nhau thôi nha các bạn. Nhưng mà là khác màu. Còn cái phần váy dưới đây thì khỏi nói rồi. Bạn nào cũng giống nhau hết. Khác màu thôi. Ok, tạm để bạn này ở đây. Đây cũng là một cái thiết kế cupcake xoắn ốc. Và tương tự như vậy thì chúng ta có hai cái kiểu thiết kế topping của cupcake khác nhau. Một là xoắn ốc, hai là hình tròn có hoa năm cánh ở giữa. Tuy nhiên là do những cái họa tiết trang trí ở đây mỗi cái nó đều khác nhau, cho nên là chúng ta thấy rất là màu sắc và đẹp. Ok, mở bạn này ra. Bạn này chắc là sô-cô-la đen luôn nè. Bạn này có tên là Courtney. Bạn này mặc kiểu áo có nơ và một mái tóc ống đỏ. Và bạn này có mùi chính xác luôn, chocolate giống với lại Adeline. Anh nghĩ là những bạn cupcake surprise này nè sẽ được xếp theo cặp và dựa theo mùi nha các bạn. Nhưng bạn nào có mùi giống nhau sẽ là chị em chẳng hạn. Rồi tới bạn này, bạn này có lẽ là mùi caramel chăng, để xem phải không. Nổ không phải caramel, mùi này nó nhẹ hơn. Lại coi. À, mùi vani, vanilla. Và chúng ta có Ellen. Đội nón cho bạn này. Bạn này trùng tên với một người dẫn chương trình talk show rất là nổi tiếng của Mỹ mà anh rất là yêu thích, Ellen DeGeneres. Không biết bạn nào có biết cái show đó không. Cho ba bạn này đứng lên đây nào. Nào, chỉ còn có 4 pack cuối cùng thôi. Chúng ta mở ra luôn ha. Cùng xoay nào. 1, 2. Các bé cupcake ơi, biến hình nào. Dễ thương quá. Đây, các bạn sẽ xem thiết kế khác nhau của topping cupcake của hai bạn này ha. Cùng là một kiểu nhưng hai họa tiết khác nhau. Đấy.
À, hai bạn này cùng có một cái mái tóc màu vàng ống nha các bạn. À, giống hai chị em sinh đôi quá. Và tất nhiên nếu như các bạn muốn thì chúng ta có thể đổi nón cho những bạn này cho nhau cũng được. À, nhưng mà anh thì anh thích cái phiên bản gốc của những bạn này hơn. À, chỉ đơn giản là vì lý do sưu tập và nhà sản xuất đã đặt tên cho những bạn này là như thế. Chúng ta có Jessica và Vanessa. So cute. Hai bạn cuối cùng. 1, 2. Ok. Xem hai bạn này có mùi gì. Bạn này có vẻ như là mùi caramel chăng? Còn bạn này, bạn này hình như là mùi dâu. Xem nào. Anh thích cái áo màu đỏ của bạn này. Trông mà rất là bắt mắt luôn. Okay. Đây là đằng sau. Đây là Lani và Estelle. Hai thành viên cuối cùng ở trong bộ sưu tập Mini Cupcake Surprise. Thì là những cái cupcake trông thật là ngon và bắt mắt, chứ kể có mùi hương thật là hấp dẫn. Xíu một cái biến thành một bạn công chúa rất là dễ thương. Wow, so cute. Anh đồng ý đó Cam Cam. Một cái ý tưởng rất là thú vị luôn. Rồi, còn các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết với ha. Như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt.